đầu bếp thi triển phép thuật. Phép thuật này thực ra là vật cản của mọi người. Và bây giờ 2, 3, biết. Trời, trời ơi, trời ơi. Sao kỳ vậy? Má em bị kẹt nhiều thứ quá nè. Chứ con cá người ta phải bơi. Còn con cá này nó làm mệt quá. Bây giờ hai đội sẽ phải nấu ở trong tình trạng này. Trời. Ok. Kẹt quá rồi. Còn bây giờ mình chiên luôn nữa coi cái luôn hả con? Dạ. Nói chung là má ổn nhưng mà cho má cái bình oxy được không? Sợ ông nội. Rồi bây giờ cái tay ngắn quá nữa. Cái gì nó cũng không phù má, hợp. Má còn lá kìa má. Nước đâu má? Nước. Nước được. Anh đẹp trai ơi. Bây giờ em bị nhức cái nách quá anh ơi. Cái sợi dây nó làm em nhức nách. Trời ơi, cho má lấy nước. Rồi, con cá nó đã rơi xuống vùng bụng. Con cá nó bị đứt dây rơi xuống vùng bụng là bây giờ khó xử. Các bé từ 4 đến 14 tuổi hãy đăng ký tham gia siêu tài năng nhí mùa 2 ngay hôm nay.